Xin chào các bạn đến với kênh 68 TV nha. Và đây là mấy chiếc ghe nó đang đợi qua cống các bạn. Chúng ta xem chiếc ghe và xà lan hôm nay qua cống rất là đông nha. Lâu lắm rồi xà lan mình mới thấy xà lan cát nó đi đường này các bạn. Giờ cống đã mở và đây là những chiếc vỏ lãi đầu tiên đi qua. Này anh bơi qua luôn rồi. Vỏ này người ta ở dưới luôn các bạn. Tiếp tục là những chiếc ghe dừa. Chiếc ghe dừa chở dừa khô từ Trà Vinh đi qua Bến Tre như vậy, đây là khu vực Trà Vinh. Mùa này đã cống tự do và thường là những chiếc ghe dừa đi rất là thoải mái nha, không có đóng cống như là mùa mặn như vậy. Wow, anh này anh chạy đuổi qua bên này. Thấy cái đầu đại công ở đâu quá à. Anh chạy cao mà anh đập bạc nữa. Quá trời chắc cao. Đây là chiếc xà lan cát đầu tiên qua nha. Thì nước ngược các bạn ơi, từ sông lớn đi vào xà lan xả tràn các bạn, quá trời nước luôn. Cháu đi bên kia rồi. Giờ được mở hai cổng nha. Quá tăng tốc. Anh xà lan đi đá rồi. Quá tốc độ rồi các bạn ơi. Quá trời nước.